Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 5 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, bản tin sẽ bắt đầu bằng tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh. Hôm nay mùng 1 tháng 5, thời tiết tỉnh Quảng Ninh khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và tham quan du lịch. Do những cơn mưa nhỏ chỉ tập trung vào thời điểm gần sáng, sau đó trời chuyển tạnh ráo, không khí se lạnh rất dễ chịu. Từ đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định và suy yếu nên thời tiết chưa có nhiều thay đổi và vẫn rất lý tưởng để người dân cũng như du khách tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Về tình hình thời tiết cụ thể, trên đất liền, cả 3 khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất là khoảng từ 17 đến 19 độ và cao nhất cũng không vượt quá ngưỡng 26 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết tương tự như các khu vực trên đất liền, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 18 cho đến 24 độ. Tình trạng biển ổn định nên các phương tiện có thể lưu thông bình thường. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Đêm nay và ngày mai, miền Bắc tiếp tục chịu sự chi phối của không khí lạnh, song chỉ có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức từ 24 cho đến 26 độ. Với các tỉnh miền Trung vẫn xuất hiện mưa dông nhiều nơi, tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Ngãi. Do có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở Trung Bộ không cao, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 24 cho đến 27 độ, còn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận là 28 cho đến 31 độ. Tại các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai tiếp tục có mưa rào và dông, tập trung vào chiều tối, ban ngày mưa chỉ xuất hiện cục bộ. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên phổ biến từ 27 cho đến 30 độ, còn tại các tỉnh thành Nam Bộ là từ 30 cho đến 33 độ. Chuyển sang tình hình thời tiết biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều nay mùng 1 tháng 5 ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao từ 2 đến 5 mét nên các phương tiện cần hết sức chú ý, đảm bảo an toàn khi lưu thông. Phần cuối bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin thời tiết tại một số thành phố trên cả nước. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.